Vâng, chào mừng các bạn đến với linh kiện 789.vn. Ngày hôm nay em test bao gồm 10 mạch tăng áp 12V đơn bình ắc quy lên 12V đôi cộng trừ 12V ạ. Vâng, và để lắp vào các mạch loa kéo hoặc là chế loa âm ly đấy ạ. Vâng, và giá bán hiện tại bên em đang bán là 190.000 cho một mạch ạ. Nếu bạn nào có nhu cầu mua hàng xin hãy truy cập vào linh kiện 789.vn hoặc gọi điện thoại qua số điện thoại Zalo trên tiêu đề video. Và số thứ tự hôm nay em test sẽ là từ A25 cho đến A34. Và phương pháp em test sẽ là em kết nối với bình ắc quy 12V và em đo đồng hồ. Và bây giờ em sẽ test mạch đầu tiên A25 ạ. Ok, bóng đèn báo đã sáng rồi ạ. Ok, và bây giờ em test chân trái và chân giữa. 12V 24, chân giữa và chân phải. 11V 18, 16, ok, và hai chân lại ngoài cùng. 23V 41, ok, và như vậy mạch hoạt động rất tốt. Em sẽ test mạch tiếp theo. Okay. Bóng đèn báo là sáng ạ. 3, 2, 5. Ok, đây là mạch A25 hoạt động ok ạ. Em tiếp theo A26 em sẽ test chân trái chân giữa. 12V 24 ok. 11V 16 và hai chân ngoài cùng. 23V 40. Ok, và như vậy mạch hoạt động rất tốt. Mạch tiếp theo. Ok, 12V 21 và hai chân giữa và chân phải. 11V 17, hai chân ngoài cùng. 23V 37, ok, như vậy mạch hoạt động ok ạ. Ok, 12V 20. 11V 15 và 23V 34. Ok, như vậy là mạch hoạt động rất tốt. Em sẽ đánh mạch dấu mạch. Khi các bạn mua hàng, các bạn hãy truy cập vào YouTube và sẽ có những mã sản phẩm trên cái mạch bạn đã nhận được, là ví dụ như A24. Các bạn xem lại xem là mình đã test rồi ok ạ. Ok, 12V 21 và 11V 18. Hai chân ngoài cùng sẽ là 23V 38. Ok, và như vậy mình hoạt động rất tốt. Nhưng lưu ý khi cấp nguồn, các bạn phải cấp đúng cho nó, không nó mạch dẫn đến chết ngay lập tức. Vin có nghĩa là cộng 12V và GND là trừ 12V. Ok, 12V 17. 11V 15 và hai chân ngoài cùng. 23V 32. Ok, như vậy là mạch hoạt động ok ạ. Ok,
Còn cái mạch tiếp theo. Ok, 12V 25, 11V 18 và hai chân ngoài cùng 23V 40. Ok, như vậy mạch hoạt động rất tốt. Ok, 12V 23, 11V 16 và 23V 37. Ok, mạch đã hoạt động rất tốt. Ok ạ. Chân giữa và chân trái 12V 28, chân phải và chân giữa 11V 22 và hai chân ngoài cùng 23V 49. Ok, như vậy là mạch hoạt động rất tốt. V 25, chân giữa và chân trái và chân phải và chân giữa là 11V 16 và hai chân ngoài cùng 23V 40. Ok, và như vậy là mạch hoạt động rất tốt. Bà tự vào và vào. Ok, và như vậy ngày hôm nay em đã test bao gồm 10 mạch tăng áp 12V lên 12V nguồn đôi và tất cả hoạt động rất ổn định. Và xin cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video. Xin chúc các bạn luôn may mắn và thành công. Và xin chào, hẹn lại các bạn những cái video test hàng tiếp theo ạ.